Hello, xin chào anh em. Chúng ta lại tiếp tục đến với tựa game Pokemon Thần Thú Go anh em nhá. Thì hiện nay ở trong đội hình của mình thì cũng được có 3 em lên 9 sao rồi. Trong đó là có một em hệ cỏ này, Rayquaza cực kỳ là khỏe luôn. Hộ của mình thì mình càng nâng mình càng thấy nó khỏe nha anh em. Đó, ấn trang bị nhanh, trang bị đỏ phát là lực chiến cộng lên rất là nhiều luôn. 4 triệu điểm lực chiến và thiêu đốt cực kỳ là đau nhá. Đây là một em pet tấn công mà mình thấy nó hợp lý luôn á. Tuyệt vời. Còn em X này thì mình thấy kiểu gì ấy, máu nó hơi yếu một tí này. Tuy nhiên là để mình nâng thêm một chút nữa để xem là với cái tỷ lệ báo kích cao hơn thì em nó có khỏe hơn hay không nhá. Còn trong video này thì mình sẽ tiếp tục là nâng cấp cho em Celebi của mình lên 9 sao. Trong kho pet của mình thì đã có một em Celebi rồi và bây giờ mình sẽ phải đi kiếm thêm một em nữa. Thì vừa hay lúc nãy mình vừa đi chiêu mộ ra luôn được một em pet sử thi. Đó chính là em này đây anh em ơi. Đấy, như vậy là 3 em pet sử thi là mình lại có thể đổi thêm được một cái hộp Dương Chí Tôn. Như vậy là mình sẽ chọn thêm em Celebi nữa và nâng cấp cho nó lên 9 sao, thế là đội hình của mình chuẩn bị lên 9 sao tất được khá là ngon luôn. Sử dụng luôn nhá. Rồi, ok la này, pet. Đúng rồi, mình thêm Celebi để búp là cực kỳ hợp lý luôn nha. Một trong những cái pet mà có thể chơi với rất nhiều các đội hình luôn ấy. Nếu như không có búp thì thực sự quá khó khăn luôn. Thế cho nên là nâng em Celebi chả bao giờ sai cả anh em nhá. Rồi luôn, như vậy là mình đã có thể mở thêm được cái thiên phú level 2 khi vào trận chiến đấu là có một nửa nội khí luôn. Mỗi lần đánh thường là nhận thêm 1/4 nội khí nữa. Như vậy là chỉ cần vào trận và đánh thêm 4 phát nữa là em này có nội khí đầy luôn này. Rồi như vậy là mình đã có thêm một phôi em Celebi 6 sao. Còn bây giờ thì mình sẽ phải nâng cấp cho mấy em pet hệ cỏ lên đã. Đây mấy em này thì được cái là khá là nhiều này. Ok, tiến hóa. Một em. Wow, chính ra em Venusaur này mình thấy độc đĩa các kiểu là rút cũng ác này. Ở trong mấy con boss mà chơi gặp em Venusaur ếch cỏ này là khó khăn phết ấy. Nó rút độc cực thốn luôn nha. Rồi thêm một em nữa là được này. Rồi, cho Pikachu đi. Ok, như vậy đã đủ 3 em rồi này. Và bây giờ thì mình sẽ có thể tiến hóa được cho Celebi rồi nha anh em ơi. Đây, đủ phôi ngay. Tuyệt vời. 1, 2 và 3. Ok, tiếp tục. Hiếm. 1, 2. Ôi, may quá này. Mình ghép được thêm một em 5 sao nữa. Tuyệt vời luôn này. Vừa đủ luôn nhá. Như vậy là mình đã có thể đủ phôi rồi. Celebi của mình đâu? Lên đi em ơi. Rồi, đủ phôi cho nhỉ. Chắc là đủ rồi chứ. 1, 2 và 3. Ok, bên này xem nào. 1, 2... Thôi đành chơi mấy em pet quý này vậy. Ok đây, sờ lên luôn nha anh em ơi. Rồi, ngon lành cành đào nha. Lực chiến tăng lên khá là nhiều. Bây giờ mình có thể nâng cấp được thêm này. Ui, mới tội là hết cái đá này mới đau chứ. Thôi đến tháp Pokemon để chiến thử tí. Ok, như vậy là mình đã đủ thêm tài nguyên để đột phá lên rồi. Căng đét luôn. Lên được 260 không mới là vấn đề này anh em này. Tài nguyên nó xuống đi khá là nhiều nhưng mình nghĩ là chỉ lên là 245 mà thôi. Thiếu khá là nhiều cái kẹo XP nha anh em ơi. Ok, thì tạm thời mình cứ nâng cấp lên level 245 cái đã. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là đi vượt cái tháp thí luyện để xem ra là với cái sự hồi phục của em Celebi thì mình có thể là vượt qua cái ải 16 này không nhá. Hôm qua thì đang bị mắc kẹt. Nếu như mà ở ải cái tháp thí luyện này mình vượt đến tầng 18 thì hoàn toàn là mình có thể sở hữu được em Mewtwo cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, không biết là anh em nào đã biết cách kiếm gọi là Pokemon huyền thoại free hay chưa. Thì đây chính là trong tháp thí luyện nhá. Cố lên nào. Rồi, mình cảm thấy là cái em cá voi này cực kỳ là trâu bò nha. Ở đây có hai em mình thấy nó hơi yếu đuối. Đó chính là em Greninja cũng như là em Chimchar này. Có vẻ như là hai em này là chưa được tiến hóa cao cho lắm. Hay là bởi vì khả năng đam to thì bù lại cái điểm yếu của nó, đó chính là máu giấy. Đấy, anh em thấy không? Bị rút cho đi hết luôn. Chính ra em ếch độc này khủng khiếp luôn này. Rút độc thốn ối rồi luôn á. Rồi, hồi phục này. Được có tí máu luôn. Bị giảm hồi phục đấy anh em ạ. Chứ thực ra thì em Celebi sau khi nâng cấp thì chắc chắn mình nghĩ là nó phải mạnh hơn rất là nhiều đấy. Tuy nhiên là dính giảm hồi phục này. Rồi, hô ô thiêu đốt. May ra là ổn này. Có thiêu đốt này, có rút độc thì ok hơn. Đấy, chính ra mình thấy là cứ thiêu đốt kết hợp với cả rút độc nữa là nó ổn nhá. Còn nếu không thì đi PK kiểu này càng cực luôn. Đặc biệt là đi mấy cái ải boss kiểu như thế này nha. Rồi luôn, hộ của mình đi thì nhiều khả năng là mình sẽ thua trận này nha. Gần thắng được rồi. Tình hình là mình phải nâng cấp thêm mấy em nữa thì nó mới ổn đây. Rồi luôn, mình hồi phục này. Rồi luôn, thắng này. Wow, anh em thấy không? Tuyệt vời luôn nha. Đấy là sức mạnh đến từ sát thương thiêu đốt. Ngon này. Bây giờ mình sẽ thử luôn ải 17 đi. Tính ra là ngày hôm nay là mình vẫn còn thêm một ngày nữa để có thể là thử thách ở cái tháp thí luyện nhá. Biết đâu đấy là mình lại có thể chiến thắng được sau khi nâng cấp cái đội hình của mình lên. Ok, ôi dồi ôi. Ai này thôi rồi. Lực chiến ao trình quá anh em ơi.
Rồi mặc dù là con Celebi khá là trâu nhưng Rayquaza mình cứ tưởng là nâng cấp mạnh mẽ đến như thế rồi, thế mà vào đây vẫn bị đốt cho thốn thực sự này anh em ơi. Rồi luôn, ối rồi kìa, dã man vậy. Rồi luôn, nó đá đau thế. Thôi xong trận này là có vẻ là đi rồi anh em nhá. Rồi luôn. Rồi ok, thì đấy anh em có thể thấy là Celebi là một trong những em pet mà nó cực kỳ cần thiết. Anh em đi cái tháp khí luyện này, đi ải boss các kiểu thì chắc chắn là phải có một em búp máu, đó chính là em Celebi. Nếu như chúng ta không nâng cấp lên thì rất là khó chơi nha. Ok, thì mình hy vọng rằng là anh em cũng có thể là sở hữu được em Celebi này cực kỳ là sớm nhá, để chúng ta có thể có một em pet búp máu cực ổn cho đội hình của mình nhá. Còn trong video tới, anh em muốn mình review với em Xeneas hay là em Flat God Raichu thì anh em có thể để lại comment ở bên dưới nhá. Còn video này của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.